Thưa quý vị và các bạn, diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đại hội được toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong đời sẽ tiếp tục thực hiện mạnh mẽ công cuộc tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện khát vọng phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sáng nay ngày 25 tháng 1, sau khi đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, 1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên trù bị tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tại phiên họp, các đại biểu thông qua quy chế làm việc của đại hội, bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc đại hội, quy chế bầu cử tại đại hội 13, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Theo chương trình, sáng ngày 26 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chính thức khai mạc. Đại hội sẽ làm việc đến ngày 2 tháng 2 năm 2021.